Em xin chào các anh chị phụ huynh. Gần đây em nhận được rất là nhiều lời phàn nàn từ các anh chị phụ huynh là con chị dạo này rất là lười tư duy. Khi mà gặp các bài toán khó gần như con không chịu tư duy gì cả. Khi mà gặp các bài toán khác dạng học ở trên lớp hay học ở trung tâm gần như là con bỏ qua luôn. Rất hiếm khi con ngồi con trằn trọc tư duy từ ngày này qua ngày khác hoặc là ít nhất là tư duy 5-7 phút trước khi con dừng bút. Mà khi gặp các bài toán dạng lạ, dạng khó là dường như là các bạn bỏ qua luôn, không hề tư duy gì cả. Thì khi dạy trực tiếp các bạn học sinh thì em nhận thấy cái vấn đề này không phải là xảy ra với một vài học sinh mà xảy ra với phần đa các bạn học sinh hiện tại. Vậy tại sao lại như vậy? Thì em muốn đặt ra các câu hỏi cho anh chị phụ huynh để chúng ta cùng nhìn nhận lại xem là cách chúng ta đang định hướng con của chúng ta như thế là đúng hay sai, có nên hay không nên. Đầu tiên là muốn đặt ra câu hỏi là hiện tại bao nhiêu phần trăm các bạn học sinh lúc rảnh rồi có lôi sách ra tự học tự đọc, và bao nhiêu phần trăm có thể tự làm được điều đó, có khả năng đọc sách, có khả năng tự học, có khả năng tự tư duy, bao nhiêu phần trăm học sinh có thể làm được điều đó? Câu trả lời chắc là chúng ta đều biết, gần như cái phần trăm đó cực kỳ ít, rất là hiếm. Chắc là những cái bạn mà đặc biệt là ở nơi có nhiều điều kiện để học tập hơn, ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các thành phố lớn, số lượng học sinh có khả năng tự học, tự đọc và khả năng tư duy độc lập gần như là rất là ít. Mà các bạn ấy hiện tại học như thế nào, cách học của các bạn ấy bây giờ ra sao thì chúng ta cùng nhìn nhận lại. Đầu tiên có thể thấy đơn giản nhất là các bạn nhờ bố mẹ, không hiểu thì hỏi bố mẹ, hoặc là các bạn không hiểu thì có gia sư hoặc là có trung tâm, có thầy dạy kèm, vân vân. Nghĩa là cách học hiện tại là như thế. Nó cái gì nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là gì? Các bạn tiếp cận kiến thức rất là nhanh, học rất là nhanh. Ngoài ra thì là gì? Các kỳ thi trước mắt các bạn sẽ đạt điểm rất là cao vì là kiến thức vào rất là nhanh. Nhưng ngược lại, cái điểm yếu của nó là gì? Chúng ta vào nhanh rồi nó ra lại cũng nhanh. Và những cái gì động lại cho chúng ta gần như là không không có mấy. Mà cái gì mới là cái quý giá nhất trong quá trình học của chúng ta? Kiến thức chỉ là một phần. Cái quý giá nhất theo em đó là cách chúng ta tư duy vấn đề. Nghĩa là học toán không phải là để dùng toán sau này để làm việc. Cái làm việc vẫn có nhưng nó không nhiều. Cái mà động lại và cái mà tốt cho chúng ta chính là học thông qua học toán, cung cấp cho chúng ta những cái tư duy cơ bản, những cái tư duy logic để có thể phân tích giải quyết các vấn đề không những trong toán học mà trong đời sống. Vậy như vậy có tư duy thì chúng ta mới có thể học tốt môn toán nói riêng và chúng ta có thể giải quyết tốt được mọi vấn đề trong cuộc sống sau này nói chung. Vậy cái tư duy logic để giải quyết vấn đề mới là cái quan trọng nhất, và thông qua học toán để chúng ta phải đạt được nó, chứ không phải là chúng ta thông qua học toán để chúng ta tìm ra lời giải hay lời giải đẹp, hay là chúng ta tìm xem đáp số của cái này là gì, đáp số của phép tính kia là gì. Việc đó hoàn toàn nó vô nghĩa. Vậy chúng ta phải có một cách học khác, một cách nhìn nhận khác, nó khác đi chứ không thể theo lối mòn như lâu nay được. Lâu nay em có cảm giác như học sinh của chúng ta giống như những con gà công nghiệp ấy, chúng ta cứ nhồi nhét cho nó béo, nhồi nhét thật nhiều cho béo béo và thi cái kỳ thi này thật tốt, điểm cao, như vậy là thành công. Thực tế không phải như thế. Thực tế là chúng ta phải cung cấp cho các em những kỹ năng sống, những cái tư duy logic để giải quyết vấn đề sau này thì các em mới thành công được, chứ không phải là chúng ta chăm cho càng béo càng tốt và càng thi điểm những cái kỳ thi trước mắt càng cao là càng tốt. Theo em nghĩ việc đó là không phải. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có những con đường khác. Thì sau gần một tháng em dạy thử cái chương trình live thì em thấy rằng cái phản ứng của học sinh rất là tốt, bởi vì sao? Lớp live này có sự tương tác giữa thầy và trò. Vậy từ đó em có ý tưởng em sẽ phát triển cái lớp này thành một cái lớp thảo luận. Nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là dạy trực tiếp mỗi tuần một buổi để có sự tương tác giữa thầy và trò. Cái này thì giống như hệt như trên lớp, có sự tương tác giữa thầy và trò, có sự tương tác giữa học sinh với học sinh. Thì qua gần một tháng thì các anh chị phụ huynh ở đây chắc phần lớn đã theo dõi bài giảng và có thể thấy lớp học đó nó thú vị và tốt như thế nào. Phần đa gần như là 95 trên 7 học sinh khi đã học với cái lớp học đó với em thì đều rất là thích. Các anh chị phụ huynh nào chưa biết thì có thể xem lại cái fanpage của em để xem lại các buổi học demo đó. Ngoài ra thì em muốn phát triển thêm một buổi nữa, em sẽ sử dụng cái chương trình của châu Âu. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở châu Âu cho nên cái chuyện tìm một giáo trình tốt có lẽ không phải là vấn đề khó để tạo ra một cái buổi tiếp theo của buổi lớp.
Nghĩa là ngoài buổi lý thuyết thì có một buổi tiếp theo, đó là buổi chừa bài tập và buổi thảo luận. Nghĩa là nếu như có bài tập cần phải chừa thì em sẽ chừa trong buổi đó. Hoặc là nếu như không có bài tập hoặc là ít bài tập thì buổi đó sẽ biến thành buổi thảo luận. Sẽ sử dụng một cái chương trình nào đó của một trường học ở đây, ở châu Âu để chúng ta dựa theo đó để chúng ta có thể đưa ra những cái chủ đề để chúng ta thảo luận. Nó sẽ có tác dụng gì? Em ví dụ như thế này, sẽ ra một cái chủ đề nào đó, ra một cái chủ đề nào đó và đặt ra các câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta có vấn đề như thế này, bây giờ chúng ta phải phân tích như thế nào để giải quyết vấn đề đó, phân tích và giải quyết vấn đề như thế nào thì kích thích cho các em tư duy xem là chúng ta sẽ phân tích nó như thế nào, là thứ nhất. Thứ hai là khi đã phân tích và tìm ra hướng giải rồi thì đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại tư duy thế này mà không tư duy thế kia, tại sao chúng ta giải kiểu này mà không giải kiểu khác. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là từng giải chúng ta thông qua từng bước, chúng ta xem tại sao lại từ cái này lại suy ra cái này, từ cái này lại suy ra cái này. Hoặc là chúng ta có thể phân tích ngược, phân tích xuôi, nghĩa là đặt ra các câu hỏi tại sao để kích thích cho các em phát triển cái tư duy về toán học, phát triển tư duy logic, nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để kích thích cho các em bắt buộc phải tư duy, làm quen dần với những cái tư duy cơ bản nhất của toán học, tư duy logic. Anh chị phụ huynh nào quan tâm đến cái chương trình live và thảo luận này của em thì anh chị có thể comment số điện thoại ở bên dưới cái video này. Các bạn nhân viên tư vấn sẽ gọi điện lại để hướng dẫn anh chị cách đăng ký, hoặc là anh chị có câu hỏi gì thì các bạn có thể giải đáp anh chị một cách tốt nhất.